Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị nghiên cứu quán triệt phương án sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của công an đơn vị địa phương tinh gọn mạnh theo nghị quyết số 12 NQTVK ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo công an các đơn vị địa phương. Hội nghị nhằm tiến hành rà soát đánh giá toàn diện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy bên trong của công an đơn vị địa phương để xác định những vấn đề còn bất cập, chưa hợp lý và có phương án điều chỉnh cho phù hợp. Thực hiện kế hoạch số 118 ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về thực hiện nghị quyết số 12 NQTVK ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Căn cứ chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh gọn bộ máy và thực tiễn triển khai tổ chức và hoạt động của công an các đơn vị địa phương, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã tiến hành rà soát và xây dựng đề án tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của công an đơn vị tinh gọn mạnh, phương án triển khai tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc cơ quan điều tra các cấp trong công an nhân dân và bảo đảm nguồn bổ nhiệm điều tra viên. Nhiều ý kiến tại hội nghị đã tập trung tham luận các vấn đề về hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong, điều chỉnh phân công, phân cấp để tiếp tục hoàn thiện đề án, phương án và các nhiệm vụ giải pháp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định đây là hội nghị rất quan trọng, được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chuẩn bị và tổ chức bài bản, kỹ lưỡng, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an là việc làm cụ thể thiết thực để toàn lực lượng công an nhân dân quán triệt thống nhất để thực hiện tốt chủ trương nghị quyết 12 của Bộ Chính trị. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tham luận để tiếp tục hoàn thiện đề án, phương án trình Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương xem xét quyết định triển khai thực hiện. Đồng thời, Bộ trưởng yêu cầu các đại biểu tiếp thu đầy đủ những nội dung được triển khai tại hội nghị, thống nhất cao về nhận thức và hành động, kịp thời cụ thể hóa, lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, quyết liệt thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của từng đơn vị địa phương tinh gọn mạnh. Theo đó, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an xác định quá trình sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong bám sát mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc của nghị quyết số 22 NQTVK ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 12 NQTVK ngày 16 tháng 3 năm 2022 phải liên thông đồng bộ với các đề án thành phần được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc nghiên cứu sắp xếp tổ chức bộ máy phải thận trọng, khách quan, khoa học, phù hợp với yêu cầu công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Tổ chức bộ máy bên trong sau khi sắp xếp phải đảm bảo tinh gọn mạnh, hiệu lực hiệu quả, đồng bộ xuyên suốt, tiết kiệm tối đa biên chế, đồng thời đảm bảo nguyên tắc một cơ quan đơn vị có thể thực hiện nhiều việc, một việc chỉ giao cho một cơ quan đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm chính. Mô hình tổ chức bộ máy phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị địa phương. Chiều nay tại Hà Nội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã tổ chức phiên họp giám sát chuyên đề về việc thực hiện nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực hiệu quả, thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2020-2023. Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe đại diện các bộ gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương trình bày các báo cáo về công tác triển khai, thực hiện các chính sách về phòng cháy và chữa cháy trong giai đoạn 2020-2022. Các ý kiến bày tỏ đồng tình với các báo cáo, khẳng định công tác phòng cháy chữa cháy đã được chú trọng, quan tâm, hiệu quả công tác bảo đảm an toàn cháy nổ, phòng cháy chữa cháy đã được nâng lên rõ rệt. Đồng thời nhấn mạnh, các báo cáo đã thẳng thắn chỉ ra một số bất cập, một số vấn đề còn tồn tại. Trong đó, một số trang thiết bị đã sử dụng lâu dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cháy nổ. Những cái máy biến áp nhỏ hoặc là thiết bị chúng ta cũ kỹ lạc hậu, tiêu thụ nhiều điện năng, tốn nhiều điện năng. Đó, thế thì chúng ta vừa thực hiện được cái mục tiêu là tiết kiệm năng lượng, vừa thực hiện được mục tiêu lấy phòng là chính, bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy. Tôi rất mong là nếu mà có điều kiện thì những cái việc này phải được sớm khắc phục thì mới đáp ứng được yêu cầu phòng cháy chữa cháy. Đấy, những cái chỉ tiêu, mục tiêu mà nghị quyết 99 đưa ra thì mới đáp ứng được. Chứ chúng ta mà không khắc phục được này thì chúng ta vẫn còn kêu mãi.
Bên cạnh đó, có ý kiến cũng cho rằng báo cáo của các cơ quan với đoàn giám sát cần bổ sung cụ thể hơn về một số kết quả như việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng về công tác phòng cháy chữa cháy. Các cái báo cáo thì nên bổ sung những cái thông tin tương đối là cụ thể hơn, và đặc biệt là nếu mà có được cái sự so sánh trước và sau khi có cái 99, nghị quyết 99 ra, trong 3 năm vừa rồi chúng ta đã cố gắng nỗ lực rồi thế nào thì để chúng ta thấy được, tức là cái hiệu lực của cái hoạt động giám sát tối cao nó đi vào cuộc sống. Cũng tại phiên họp ngày hôm nay, các đại biểu đã thảo luận xung quanh một số vấn đề trong việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy của một số bộ, cơ quan còn chưa thực sự hiệu quả, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy. Bộ Công an xác định Công an Nhân dân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Đây là khẳng định của Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban chỉ đạo triển khai đề án Công an Nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại buổi làm việc với Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã báo cáo đồng chí Thứ trưởng Lương Tam Quang về kết quả triển khai đề án Công an Nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Tổ công tác của Bộ Công an tại Phái bộ Nam Sudan cũng đã báo cáo về tình hình địa bàn và hoạt động của tổ trong 8 tháng qua, đề xuất một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng những kết quả, thành tích của tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan nói riêng, của Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc nói chung. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án và đẩy mạnh vai trò của Bộ Công an tham gia vào các hoạt động của Liên Hợp Quốc, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Văn phòng Thường trực về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm vụ của Tổ công tác liên ngành về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Làm tốt công tác tham mưu chiến lược, công tác quản lý nhà nước cho Bộ Công an trong lĩnh vực này. Cùng với đó, hoàn thiện hành lang pháp lý về việc cử, rút, gia hạn, huấn luyện, đào tạo, chế độ chính sách đối với lực lượng Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc nói chung và lực lượng công an nói riêng. Nhân dịp này, Thứ trưởng Lương Tam Quang cùng các đại biểu đã cắt băng khánh thành trụ sở làm việc mới của Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Chiều nay tại Hà Nội, Công đoàn Công an Nhân dân đã tổ chức chương trình giao lưu tọa đàm Công đoàn Công an Nhân dân điểm tựa niềm tin người lao động. Đây là hoạt động nằm trong các sự kiện chào mừng lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công đoàn Công an Nhân dân 12 tháng 6 năm 1993, 12 tháng 6 năm 2023. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn Công an Nhân dân đã thực hiện tốt nhiệm vụ là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ chính trị do Đảng, Nhà nước giao phó, góp phần quan trọng xây dựng lực lượng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Chương trình giao lưu tọa đàm Công đoàn Công an Nhân dân điểm tựa niềm tin người lao động chính là dịp để mọi người ôn lại truyền thống vẻ vang của Công đoàn Công an Nhân dân trong 30 năm qua. Đây cũng là dịp gặp gỡ, tri ân các đồng chí cán bộ lãnh đạo Công đoàn Công an Nhân dân qua các thời kỳ. Thông qua chương trình sẽ tạo động lực để thế hệ cán bộ, đoàn viên, tổ chức công đoàn hôm nay tiếp bước, ghi thêm những dấu ấn trong hành trình gắn kết, động viên đoàn viên, người lao động trong Công an Nhân dân tiếp tục rèn luyện, cống hiến. Xây dựng tổ chức công đoàn trong Công an Nhân dân, lực lượng Công an Nhân dân, tổ chức công đoàn Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh, giúp Công đoàn Công an Nhân dân thực hiện tốt mục tiêu, quyền lợi bảo đảm, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên, người lao động. Thưa quý vị, sáng ngày 27 tháng 5 năm 2023, tại nhà Quốc hội, trong chương trình kỳ họp thứ 5, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, trình bày tờ trình luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trước Quốc hội. Vâng, việc sửa đổi hai luật về xuất nhập cảnh tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh lưu trú tại Việt Nam, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư vào tìm hiểu thị trường, đầu tư. Vậy cụ thể những thuận lợi và những đóng góp trong việc sửa đổi luật là như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần trình bày của biên tập viên Thu Hương. Thưa quý vị, tôi xin được bắt đầu phần trình bày của mình với những con số từ thị trường du lịch của Việt Nam trong năm 2022. Từ một trong những quốc gia có chính sách mở cửa cởi mở,
nhưng Việt Nam lại về sau khi kết thúc năm 2022, cả nước chỉ đón được 3,6 triệu khách quốc tế, bằng 70% so với kế hoạch. Còn nếu so với năm 2019 thì giảm đến 80%. Trong khi các quốc gia khác ở Đông Nam Á đều hoàn thành, thậm chí là vượt mục tiêu. Vì sao lại có tình trạng này? Bà Elena, một du khách Pháp, khi đến với đất nước Việt Nam, bà rất ấn tượng với con người và những danh lam thắng cảnh của Việt Nam. Mong muốn của bà là được khám phá hết những địa điểm này và được thưởng thức những món ăn ngon của Việt Nam. Thế nhưng những quy định trong luật xuất nhập cảnh hiện tại, cụ thể ở đây là thời hạn lưu trú của khách nước ngoài chỉ là 15 ngày, đã cản trở bà và nhiều du khách khác đến và ở lại tham quan Việt Nam. Tôi đến Việt Nam và thực sự rất ấn tượng với vẻ đẹp nơi đây. Nhưng với những quy định theo chính sách thực hiện hành, tôi chỉ có 15 ngày lưu trú. Và thậm chí 30 ngày với tôi vẫn là chưa đủ để khám phá hết được danh lam thắng cảnh, địa danh lịch sử của Việt Nam. Do đó chúng tôi cứ vừa đi khám phá Việt Nam mà vừa lo lắng về hạn visa. Tôi cho rằng một chính sách thị thực mới vào lúc này là rất cần thiết. Đây cũng là khó khăn chung của các công ty du lịch, bởi nếu so sánh với các nước trong khu vực thì những chính sách về visa của Việt Nam đang kém hấp dẫn và không thu hút được đối tượng khách du lịch muốn lưu trú dài ngày hoặc những nhà đầu tư muốn có thời gian để khảo sát thị trường. Những nước xung quanh Việt Nam như là Thái Lan, Malaysia, Singapore thì họ cũng đã có những chính sách về visa rất là cởi mở. Thế nên chính vì thế mà họ đã thu hút lại được khách du lịch rất là lớn. Như năm 2022 thì Thái Lan họ đón là gần 12 triệu khách, có nghĩa là gấp 4 lần Việt Nam. Thì một số những cái thông tin của khách nước ngoài thì họ nói rằng là do chính sách của visa của Thái Lan rất dễ và rất là thuận tiện và tiết kiệm thời gian cho du khách rất nhiều. Thế nên chính vì thế mà họ đã nhiều đoàn khách hàng cũng như là nhiều những cái đoàn khách du lịch họ đã chuyển hướng sang Thái Lan và Singapore. Còn các thiết bị điện tử một lần thì nó sẽ không thu hút được những trường hợp mà người nước ngoài, du khách người ta muốn đi du lịch liên quốc gia. Người ta vào Việt Nam, xong rồi lại sang Campuchia, xong rồi lại quay lại Việt Nam chẳng hạn. Đấy, thì đối với hiện tại bây giờ thì người ta đang cần phải xin lại visa. Đấy, hoặc những trường hợp mà nhà đầu tư người ta muốn đi lại giữa Việt Nam và các nước để họ so sánh đánh giá cái cơ hội đầu tư giữa các nước, thì khi quay lại Việt Nam chẳng hạn thì họ lại phải xin lại visa. Thế thì bây giờ cái việc với việc là Quốc hội và Chính phủ đang xúc tiến sửa luật thì hy vọng sẽ là bước đột phá cho cái hành chính để tạo rất nhiều thuận lợi cho người nước ngoài. Rõ ràng những bất cập nêu trên đã cho thấy các quy định của luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam chưa đáp ứng được các chủ trương, chính sách của Đảng. Do vậy, việc nghiên cứu sửa đổi luật là đòi hỏi tất yếu khách quan của thực tiễn. Tại phiên thảo luận về sửa đổi hai dự án luật xuất nhập cảnh thuộc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, các đại biểu cơ bản nhất trí phải sửa hai dự án luật này để phù hợp với bối cảnh công nghệ số, thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của chính phủ, đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tạo điều kiện cho phát triển du lịch, tạo thuận lợi nhất cho người nước ngoài đến với Việt Nam và người Việt Nam ra nước ngoài, góp phần phát triển kinh tế xã hội, vừa bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đại biểu Lê Nhật Thành, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội nêu ra những yếu tố để cho thấy sự cần thiết để sửa đổi, ban hành luật nhằm đáp ứng đầy đủ kịp thời các yêu cầu thực tiễn đặt ra hiện nay. Việc chính phủ đề xuất nâng thời hạn thị thực điện tử đến 3 tháng có giá trị một lần hoặc nhiều lần nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng dài ngày của khách du lịch quốc tế từ thị trường xa, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài muốn vào Việt Nam nghiên cứu khảo sát thị trường, tìm kiếm, xúc tiến đầu tư, nhất là các trường hợp có nhu cầu đi đến nhiều nước trong khu vực và quay lại Việt Nam để đánh giá so sánh về khả năng mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam là rất phù hợp với tình hình thực tiễn. Bên cạnh đó, thời hạn thị thực điện tử đến 3 tháng phù hợp với thời gian lưu trú đối với người nước ngoài chịu trách nhiệm, thành lập, hiện diện thương mại, chào bán dịch vụ, nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng cam kết của Việt Nam tại các hiệp định FTA. Việc sửa luật nhằm tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. Theo đó, các thủ tục sẽ được đẩy mạnh thực hiện trên môi trường điện tử. Như vậy, các quy định mới sẽ mang lại sự thuận lợi cho công dân Việt Nam trong quá trình thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh, tạo môi trường thông thoáng hơn cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, làm ăn tại Việt Nam, góp phần phục hồi, phát triển ngành du lịch nói riêng và kinh tế xã hội nói chung. Dự thảo luật bổ sung khoản 9 điều 15, sửa đổi bổ sung khoản 2 điều 15, khoản 2 điều 28 và khoản 2 điều 32 của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam, tôi rất đồng ý. Với các quy định này làm cho thủ tục xin cấp hộ chiếu, khai báo mất hộ chiếu và khôi phục giá trị hộ chiếu
được thực hiện trên môi trường số nên rất thuận tiện cho người dân, đồng thời qua đây cũng khai thác tốt thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong cái dự thảo thì chúng tôi cũng sẽ giải quyết cơ bản về những cái vấn đề về thời gian, xây dựng hạ tầng để đảm bảo được cái đường truyền nó tốt hơn này, và cái visa điện tử sẽ được mở rộng ở nhiều nước hơn. Cùng với đó thì cái bản chất của thị thực cửa khẩu khi không đáp ứng đủ những cái điều kiện để nhập cảnh thì cái xét duyệt trước sẽ đảm bảo cho cái việc là khách đến Việt Nam là không bị quay ngược trở lại, cũng rất là thuận tiện cho khách đối với người nước ngoài, tiết kiệm chi phí cho hành khách đó. Tại nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị ngày 16 tháng 1 năm 2017 đặt ra yêu cầu về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của nước ta. Do vậy, việc sửa đổi hai dự án luật xuất nhập cảnh nhằm thể chế hóa chủ trương này. Đồng thời, việc xây dựng luật còn đáp ứng yêu cầu của Quốc hội để bổ sung thông tin nơi sinh vào hộ chiếu và khắc phục những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Những sửa đổi bổ sung mới sẽ kế thừa các quy định hiện hành, phù hợp với thực tiễn và giải quyết những vấn đề cần điều chỉnh để góp phần thực hiện tốt hơn đường lối đối ngoại, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Phần trình bày của tôi đến đây cũng xin được kết thúc.